Theo các đại biểu Quốc hội, việc đổi tên thành luật căn cước là phù hợp vì đối tượng áp dụng của luật không chỉ là công dân Việt Nam mà còn là người gốc Việt đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Việc đổi tên thành luật căn cước là tất yếu cho công tác quản lý dân cư hiện nay. Việc thay đổi tên thẻ cũng đảm bảo tính phổ quát, tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế, cho việc thừa nhận, công nhận giấy tờ về căn cước giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. Và theo tôi, điều này cũng hạn chế cái việc phải sửa đổi bổ sung luật khi mà Việt Nam có ký kết thỏa thuận với các quốc gia khác để sử dụng thẻ căn cước thay cho hộ chiếu đi lại giữa các nước trong khu vực. Bởi vậy, và nếu như để tên thẻ là thẻ căn cước công dân thì tôi thấy là có phần chưa đảm bảo tương đồng với tên thẻ với thông lệ chung của quốc tế. Cho nên có thể nó sẽ phát sinh những khó khăn nhất định khi mà chúng ta dùng thẻ ở các quốc gia khác và dùng thẻ với cái mục đích là hội nhập quốc tế. Việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước như dự thảo luật là phù hợp, sẽ bao hàm được đầy đủ thông tin về căn cước của công dân. Ngoài ra, với việc mở rộng tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước vừa nhằm hướng tới mục tiêu quản lý nhà nước về căn cước toàn diện hơn, đầy đủ hơn, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng thông tin cá nhân, việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục chi phí đổi thẻ với người dân. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cho biết dư luận cũng như người dân vẫn đang còn rất băn khoăn về khả năng bị theo dõi đời tư khi sử dụng thẻ này. Một số ý khác thì đề nghị cân nhắc theo hướng chỉ dùng chip điện tử trên thẻ căn cước là đảm bảo các điều kiện sử dụng, khai thác thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự mà không cần tích hợp mã QR trên thẻ căn cước. Dễ lộ lọt thông tin nếu như người ta muốn khai thác thông tin của mình. Và hồi đó chấp nhận là vì là cái chip điện tử này là chưa có chứa cái gì cả. Nhưng bây giờ của tôi cũng như của nhiều đại biểu đã cập nhật rồi. Thì nếu như làm bây giờ thì không nên có cái mã QR trên góc. Thông tin thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định Bộ sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn an ninh cho những người sử dụng thẻ căn cước, không để xảy ra các tình trạng nêu trên. Bộ Công an cũng như bất cứ một cơ quan nào không được theo dõi và không thể theo dõi được đấy ở trên cái cấu tạo của cái thẻ này. Đấy, cái điều đó yên tâm. Và đồng thời chúng tôi cũng phải có cái trách nhiệm bảo đảm an toàn an ninh cho con người, cho công dân, cho những người sử dụng thẻ căn cước này không bị theo dõi bởi bất kể một cái tổ chức cá nhân nào, không thể lợi dụng được những cái việc đó để theo dõi cái việc này, cũng như là bảo đảm cái an ninh an toàn về dữ liệu của công dân đã được khai báo và được tích hợp trong cái vấn đề này. Đây là điều chúng tôi khẳng định. Đây có thể là những cái thông tin mà những cái đối tượng xấu tung tin ra như thế này để gây hoang mang trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 6 này thì Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Sau khi tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội và cử tri từ kỳ họp trước, và theo đó thì dự thảo chỉnh lý tên gọi từ luật căn cước công dân sửa đổi thành luật căn cước và thay đổi một số thuật ngữ khác. Việc chỉnh lý luật nhằm phù hợp với xu thế hội nhập sâu rộng của nước ta với thế giới, bởi vì một số quốc gia trên thế giới sử dụng tên gọi ngắn gọn đó là căn cước. Và bên cạnh đó, những điều chỉnh này còn tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong công tác quản lý dân cư, mở rộng đối tượng áp dụng của luật đối với những trường hợp là công dân gốc Việt Nam sinh sống tại Việt Nam nhưng không có quốc tịch. Vậy thì sau khi tiếp thu chỉnh lý, dự thảo luật căn cước trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 này sẽ có những điểm mới nào? Và những nội dung mới đó tác động như thế nào tới đời sống xã hội? Trong chương trình Trước giờ bấm nút hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nội dung này cùng với sự tham gia của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Xin chào. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay cùng với truyền hình của Việt Nam. Và trước tiên chúng tôi xin được hỏi Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, đại diện ban soạn thảo, có thể lý giải là vì sao chúng ta lại lược bỏ cụm từ công dân trong tên của luật cũng như là trong thẻ căn cước hiện nay ạ? Cái câu chuyện ở đây ấy là thứ nhất là cái tên luật được đổi thành luật căn cước để chúng ta mở rộng cái phạm vi điều chỉnh của luật. Chúng ta không chỉ cấp căn cước cho công dân Việt Nam mà chúng ta còn phải cấp cái giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ổn định ở Việt Nam mà chưa xác định được quốc tịch. Bởi vậy,
nếu như mà chúng ta để tên là luật căn cước công dân thì nó sẽ không bao trùm hết được cái đối tượng mà cái dự án luật cần điều chỉnh. Vấn đề thứ hai nữa là cái thẻ căn cước công dân. Ở đây ấy, thì chúng ta bỏ từ công dân để là thẻ căn cước. Một là nó tạo ra cái sự thống nhất với cả cái xu thế chung của các quốc gia ở trên thế giới. Khi mà chúng ta có những hiệp định hoặc là có những cái tương đồng với cả các nước ở trên thế giới thì sẽ tạo ra một cái điều kiện rất thuận lợi mà khi các nước đều chấp nhận cái thẻ căn cước này thay cho hộ chiếu, chúng ta sẽ đi lại bằng cái thẻ căn cước mà không cần phải hộ chiếu nữa. Vấn đề thứ hai nữa là bỏ cái từ công dân ở trên cái tên thẻ, nó không có cái tác động gì, nó không làm ảnh hưởng tới cái vị thế công dân hay là ảnh hưởng tới cái quyền công dân hay là cái ý nghĩa của công dân của một quốc gia nào đó. Bởi vì bản chất cái thẻ căn cước là nó chứa đựng những cái thông tin về nhận dạng, về nhân dạng để phân biệt một người này với một người khác. Cái này thì kể cả ngay trong khái niệm cũng như là trong thực tiễn các quốc gia sử dụng, người ta cũng đều thống nhất là như vậy. Bởi vậy cho nên là khi chúng ta bỏ từ công dân ở trên thẻ, một là nó tạo ra cái sự thuận lợi trong cái vấn đề hội nhập. Cái thứ hai nó đúng với cả cái xu thế chung và đúng với cả cái bản chất của cái thẻ. Cho nên là trong cái hồ sơ trình thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và đánh giá rất kỹ lưỡng, kể cả là vấn đề tác động xã hội cũng như là cái xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Và chúng tôi báo cáo và chính phủ thống nhất là trình dự án luật căn cước và tên thẻ là thẻ căn cước. Dạ vâng, thế còn đối với các đại biểu quốc hội ạ, ông Nguyễn Tảo có ý kiến như thế nào về cái việc chúng ta đổi tên luật căn cước cũng như là đổi tên thành thẻ căn cước ạ? Phải nói rằng là đây là một cái tín hiệu rất vui, rất mừng đối với cử tri của cả nước và một bộ phận chịu sự tác động của cái tên luật lần này. Ở điều 2 chúng ta đã khẳng định kêu rõ là điều đó, và cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm định cũng thống nhất với nhau một cái tên gọi rất là ngắn gọn, xúc tích và bao trùm được khẳng định tại điều 2 của dự thảo luật lần này. Là một là đối tượng tác động ở đây là công dân Việt Nam, và hai là đối tượng ở đây chịu sự tác động thuộc phạm vi điều chỉnh bởi cái dự án luật này, đó là người công dân không xác định quốc tịch đang sinh sống tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà câu chuyện này thì nói thật với các bạn là nó được kéo dài hàng mấy chục năm nay, là từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước kéo dài đến nay, và cái thân phận pháp lý của bộ phận công dân đang sinh sống tại Việt Nam chưa xác định quốc tịch thì còn không phải là ít, rất nhiều. Và ngay cái địa bàn của tôi là được ứng cử và được bầu thì cũng có rất nhiều, cả hàng vạn con người như thế này. Nhưng mà khi được, phải nói là được sự tích cực khảo sát của cơ quan Bộ Công an, rồi cơ quan soạn thảo, đặc biệt là chính phủ trình lần này, thì chúng ta có một cái tên gọi rất là chuẩn mực, đó là luật căn cước. Và so với luật căn cước 2014 thì chúng ta đã thu hút được một cái nhóm mới, đó là cái nhóm người Việt Nam có nguồn gốc Việt Nam nhưng mà chưa xác định quốc tịch, đang sinh sống tại Việt Nam. Mà tôi nói thật, khi đi tiếp xúc cử tri tại kỳ họp thứ 6 này thì cái bộ phận dân cư của đó người ta rất phấn khởi, vì khi người ta hội đủ những điều kiện cần thiết, cần và đủ là thường trú trên 6 tháng thì ta được cấp một cái giấy là giấy chứng nhận căn cước, và được điều chỉnh cụ thể vào cái chế định khác được quy định trong dự thảo luật, là được cấp, được xét đổi và khi chấm dứt, tức là có căn cứ phát sinh, thay đổi và chấm dứt như những trường hợp công dân khác và được tích hợp. Mà tôi cũng nói thật với là không nói gì cho trước năm 1975 tôi cũng được sinh ra lớn lên, thì lúc bây giờ bố mẹ tôi lúc bây giờ cũng có một cái thẻ là thẻ căn cước. Thẻ căn cước thế mà mình nghĩ là gì, đó là xác định danh tính của một công dân cụ thể và đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, thế thôi. Mình nghĩ đơn giản thế thôi. Và lần này thì nó thể hiện rõ là hai cái chủ thể mà được sự tác động phạm vi điều chỉnh của luật, đó là công dân Việt Nam và người Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống trên đất nước Việt Nam. Đó là vấn đề đặt ra, và lần này thì dự thảo luật và các cái chế định của luật đã giải quyết gần như toàn bộ về địa vị pháp lý
của hai cái chủ thể này. Đôi khi là với những người mà sinh ra lớn lên có quốc tịch Việt Nam thì cảm thấy là cái tấm thẻ căn cước nó không phải là cái gì là quá là quý giá, nhưng mà với những người dân mà ở vùng Tây Nguyên chẳng hạn, khi mà người có gốc Việt Nam nhưng mà chưa có quốc tịch Việt Nam thì cái giấy xác nhận căn cước hoặc là sau này xa hơn nếu mà được cấp thẻ căn cước thì nó vô cùng quý giá. Nhân đây thì Thiếu tướng Phạm Công Nguyên có thể lý giải một cách cụ thể hơn về những cái tiện ích của tấm thẻ căn cước của chúng ta tới đây. Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà chính phủ đang rất là nỗ lực để thực hiện cái chuyển đổi số quốc gia, thực hiện đề án 06, thì trong cái luật dự thảo luật căn cước lần này ấy, là chúng ta sẽ quy định để tích hợp thêm những cái trường thông tin vào trong cái thẻ căn cước. Và cái thẻ căn cước của chúng ta ấy, nó sẽ giống như là một cái chìa khóa đa năng. Sau này công dân sử dụng cái thẻ căn cước, trong đó có những cái trường thông tin của cá nhân mình đã được tích hợp vào trong đó để tham gia vào các dịch vụ ở trên môi trường điện tử. Chúng ta sẽ dùng cái thẻ căn cước để thực hiện các dịch vụ, các giao dịch, rồi đặc biệt là những cái dịch vụ công liên quan tới quyền lợi của người dân. Khi mà các dữ liệu đã được số hóa, đã được tích hợp, cho nên là cái thẻ căn cước bây giờ nó không chỉ là vấn đề để khẳng định một con người giữa người này với người khác, những thông tin về nhân dạng, nhận dạng, về danh tính, mà thẻ căn cước bây giờ nó còn là một cái kho dữ liệu cá nhân để người ta sử dụng cái dữ liệu đó để tham gia vào cái chuyển đổi số quốc gia. Chúng ta sẽ thay đổi một cái phương thức quản lý xã hội, một cái phương thức giao dịch từ truyền thống thủ công các giấy tờ coi như theo cái thông lệ cũ sang một cái phương thức mới, đó là giao dịch trên môi trường điện tử và sử dụng các dữ liệu điện tử để chúng ta kết nối, chia sẻ, xác thực và thực hiện những cái giao dịch. Khi mà cái này chúng ta đạt được trong cái đề án 06 của chính phủ thì nó sẽ đem lại rất nhiều những cái lợi ích. Một là người dân không phải lưu trữ nhiều loại giấy tờ liên quan tới bản thân mình khi mà đã có các dữ liệu ở trên môi trường điện tử. Cái thứ hai nữa là khi mà đi giao dịch, người dân không phải đến các cơ quan, không phải đến các doanh nghiệp, nếu như tất cả được kết nối chia sẻ mà chỉ trên cái đích danh của mình ở môi trường điện tử ở bất kỳ nơi nào, người dân cũng có thể dễ dàng thực hiện được các giao dịch của mình. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Là cái người dân không phải đi lại nhiều, chạy đi nhiều cửa để thực hiện các dịch vụ hành chính công. Cái này nó đem lại một cái lợi ích kinh tế ở nhiều mặt, về giao thông, về an toàn, về môi trường, về chi phí, về phát triển kinh tế xã hội. Thì tất cả những cái đó chúng ta đã nhìn thấy trong tương lai rất gần khi mà chúng ta thực hiện thành công cái chuyển đổi số quốc gia. Và cái căn cước này, rồi cái dự án luật căn cước là một trong những nền tảng pháp lý rất quan trọng để chúng ta thực hiện cái mục tiêu này. Có một vấn đề mà có lẽ là nhiều người cử tri cũng sẽ có ý kiến, đó là trong cái bản dự thảo luật căn cước trình Quốc hội thì có cái quy định đó là phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính và điều chỉnh về tên đơn vị hành chính. Vậy thì liệu quy định này có gây gánh nặng về chi phí hay là gây phiền hà cho người dân hay không? Đại biểu Nguyễn Đạo có tiếp nhận những ý kiến cử tri liên quan đến điều này hay không? Trong dự thảo luật thì được quy định điều 24 là trong trường hợp thay đổi. Thì thay đổi đây có một quy định là khi có địa giới hành chính sáp nhập hoặc thay đổi. Thì tại cái diễn đàn thì có nhiều ý kiến đề nghị của đại biểu là khi thay đổi thì có thêm nữa việc thay đổi số nhà, thay đổi tên đường phố là câu chuyện thường ngày mà không phải bắt đầu từ dân, mà bắt đầu câu chuyện là để phục vụ nhân dân thôi. Mà ý chí này là thuộc trên quy hoạch của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhưng bây giờ chịu sự tác động của dân mà để dẫn tới sự thay đổi thì theo thiết nghĩ là theo yêu cầu của nhân dân. Và lộ trình khi đặt ra vấn đề đó thì sẽ có sự tác động lớn đến một bộ phận dân cư thì phải thay đổi. Thì thiết nghĩ thì đại biểu cũng nhiều đại biểu quốc hội cũng tỏ rõ thái độ của mình là nên có lộ trình và thời gian, còn cái yêu cầu thay đổi là để nó khớp với cái yêu cầu quản lý xã hội thông qua thẻ căn cước, tức là các cái trường thông tin nó phải chuẩn xác thì mới chúng ta mới quản lý được. Thì cái tất yếu là phải có thay đổi thẻ căn cước, nhưng cái việc thay đổi đó thì về phía chủ quan là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, là phải nhanh gọn và không phiền hà cho nhân dân, và đặc biệt là không phải tốn chi phí cho nhân dân. Đây là cái mà vấn đề là đại biểu quốc hội có nêu ra, tức là thủ tục hành chính phải nhanh gọn và không gây phiền hà, và đặc biệt là không gây tốn kém
Do đó ở đây thì anh em cũng chia sẻ với cơ quan quản lý có thẩm quyền là nên hiện đại hóa và các thiết bị cũng như là các thủ tục hành chính làm sao nhanh nhất, gọn nhất khi có sự thay đổi về việc cấp lại, đổi thẻ khi có thay đổi địa danh chính hoặc là thay đổi số nhà, tên đường phố mà tác động trực tiếp đến một cái bộ phận phải bị thay đổi thẻ căn cước. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên có thể lý giải một cách cụ thể hơn khi mà chúng ta thiết kế quy định này như thế nào và làm sao để khi thực hiện nó không gây phiền hà cũng như là đảm bảo việc khả thi trong thực hiện về sau? Cũng như là đại biểu Nguyễn Đạo vừa mới chia sẻ, chúng tôi với tư cách là ban soạn thảo, khi mà chúng tôi đưa cái nội dung này vào trong dự thảo luật thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và đánh giá tác động rất là kỹ lưỡng. Chúng ta phải thấy rằng là bất kỳ một cái sự thay đổi nào nó cũng đều tạo ra một sự xáo trộn và nó đều có mặt nọ mặt kia. Đấy. Và khi mà quy định ở trong dự thảo luật thì chúng tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng. Thứ nhất là việc người dân khi mà thay đổi về cái địa chỉ, về cái nơi cư trú do nhà nước sáp nhập những cái đơn vị hành chính với nhau thì nên đi có nhu cầu. Đấy, và khi để đảm bảo cái thông tin nó được chính xác, nó được kịp thời thì nên đi thay đổi, có đi cấp lại cái căn cước. Bởi vì ấy, là cái việc mà cấp lại căn cước là thay đổi cái thông tin về nơi cư trú ở trong căn cước cho nó đồng bộ với tất cả những cái giấy tờ khác mà nhà nước cấp cho người dân để phục vụ trong cái giao dịch, trong cái việc mà chia sẻ, kết nối và xác thực dữ liệu về cá nhân mình nó được đồng bộ để đảm bảo cái quyền lợi của người dân và để tránh tới cái việc là giảm tối đa cái gọi là cái tác động tiêu cực hoặc là những cái phiền hà hoặc là những cái thiệt hại cho người dân. Thì trong dự thảo luật chúng tôi cũng đã quy định là khi mà sáp nhập những cái đơn vị hành chính nó thay đổi tới cái nơi cư trú, nơi cái tên đơn vị hành chính của người dân thì người dân đi làm cấp đổi lại căn cước là sẽ được miễn phí. Và cơ quan quản lý căn cước sẽ làm nhanh nhất để cấp lại cái thẻ căn cước cho người dân. Thì cái này cũng chia sẻ với cả đại biểu và các khán giả xem truyền hình là với cái khả năng hiện tại thì cái thời gian mà chúng ta sẽ cấp đổi lại thẻ căn cước người dân sẽ là không lâu. Chúng ta thực hiện cái thời gian vừa qua là chúng ta thực hiện một cái chiến dịch là cấp cái căn cước gắn chip cho toàn quốc. Cho nên là trong một thời gian rất ngắn chúng ta phải cấp cho hơn 80 triệu người. Cho nên là có thể là ở một cái khu vực hoặc là một thời điểm nào đó nó giống như là giao thông ấy, nó bị dồn, nó bị nghẽn một chút. Đấy. Ở Pháp người ta làm 8 năm, ở Nhật người ta làm 10 năm. Đấy. Chúng ta bây giờ đi sau thì chúng ta phải tăng tốc, chúng ta làm trong vòng 2 năm. Đấy. Cho nên là gì, nó cũng sẽ có những cái trường hợp mà có thể là đến căn cước là đến người dân là hơi muộn, là hơi chậm, hoặc có thể là có những cái dữ liệu nó chưa được là đúng đủ sạch sống. Thì cái này nó là cái chúng ta phải chấp nhận và chúng ta sẽ khắc phục cái đó một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung đáng chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận tại dự thảo luật căn cước đó chính là quy định về cấp chứng nhận căn cước cho những người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng mà chưa xác định được quốc tịch. Việc mở rộng cấp căn cước đối với nhóm người này sẽ giúp nâng cao hiệu quả về quản lý, đồng thời sẽ giúp đảm bảo chính sách xã hội cho những đối tượng này. Đây cũng là cơ sở để những người gốc Việt Nam có điều kiện thực hiện trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đối với xã hội và với địa phương nơi mà họ đang sinh sống. Tuy nhiên, nội dung này thì vẫn còn có những ý kiến băn khoăn và kiến nghị đối với ban soạn thảo, đó là cần phải nghiên cứu một cách thật là kỹ lưỡng và chỉnh lý cho phù hợp. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn Hà Nội đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này. Việc phân biệt người không quốc tịch gốc Việt với những người không quốc tịch còn lại sẽ rất phức tạp, tốn thêm nhiều công sức chi phí của cả cơ quan nhà nước và các cá nhân có liên quan. Thêm vào đó thì Công ước của Liên Hợp Quốc về vị thế của người không quốc tịch năm 1954 đã có quy định là các quốc gia không phân biệt đối xử đối với mọi người không quốc tịch, không phân biệt về chủng tộc, tôn giáo hay nguồn gốc quốc gia, và người không quốc tịch thì được cấp giấy căn cước, giấy thông hành.
Không đồng tình với đề xuất này, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần cân nhắc đến hệ quả pháp lý, cách thức xử lý khi mở rộng đối tượng như vậy. Chính vì vậy cho nên nếu đưa đối tượng này vào để được hưởng các cái chính sách nhân đạo đối với những người Việt Nam gốc Việt mà chưa xác định được quốc tịch thì rõ ràng là không đảm bảo về vấn đề quản lý nhà nước và an ninh trật tự cũng như là quốc phòng an ninh nói chung. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi trân trọng đề nghị là để các đại biểu hiểu và không mở rộng cái đối tượng này. Với những đối tượng, những bà con mà như đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo vừa nói, đó là những người mà gốc Việt Nam nhưng lại không có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, thì tấm giấy chứng nhận căn cước này vô cùng là quý giá. Chúng tôi xin hỏi Thiếu tướng Phạm Công Nguyên là những cái tấm thẻ căn cước này thì sẽ còn có những tiện ích như thế nào đối với người dân, thưa ông? Trong dự thảo luật đã quy định rất rõ về cái trường hợp này. Và khi chúng tôi xây dựng cái dự thảo luật, chúng tôi cũng đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động từ các địa phương. Hiện nay là theo cái con số mà chúng tôi có được, chúng ta có khoảng hơn 30.000, hơn 31.000 người gốc Việt Nam đang sinh sống ổn định tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Bên cạnh đó thì có gần 10.000 trường hợp tương tự như vậy nhưng mà họ là con lai, cũng chưa xác định được quốc tịch. Câu chuyện đặt ra trong thực tế tôi cho rằng ấy là cái số lượng này còn lớn hơn nữa. Họ là những con người, là những mảnh đời mà nếu như chúng ta có thể dùng một cái cụm từ là họ có cái hoàn cảnh yếu thế. Thứ nhất, họ không có bất kỳ một loại giấy tờ gì để khẳng định trong cái môi trường pháp lý rằng mình là ai. Cho nên là họ rất khó khăn trong cái việc là xin cho con đi học này, trong cái việc là mua bảo hiểm y tế, trong cái việc là sử dụng các dịch vụ về khám chữa bệnh, trong việc sở hữu tài sản, trong thực hiện một số những cái giao dịch. Đấy, thậm chí là trong việc thể hiện những cái quyền để đóng góp với cả quốc gia dân tộc. Đấy, trong cái quyền để được cư trú, nó rất nhiều vấn đề khó khăn. Cho nên là trong cái dự thảo luật lần này, chúng tôi đưa cái nhóm này vào là cái nhóm được cấp giấy chứng nhận căn cước để xác định cho họ một cái địa vị pháp lý trong xã hội, tạo một cái nền tảng thuận lợi về pháp lý để họ có thể được tham gia vào các giao dịch dân sự, họ tham gia vào sở hữu tài sản, tham gia vào các dịch vụ xã hội, ví dụ như là học, giáo dục, rồi là y tế. Đây là một cái chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, đúng như tinh thần là không để ai bị bỏ lọt phía sau. Cho nên là cái này ấy, chúng ta lẽ ra là phải làm rất sớm rồi. Đấy. Thế nhưng bây giờ trong cái lúc mà chúng ta xây dựng cái luật căn cước này thì chúng ta phải đưa cái nhóm đối tượng này vào. Và cái ý nghĩa thứ hai nữa là chúng ta để quản lý xã hội, một xã hội văn minh, một xã hội an ninh, an toàn. Không ai đứng ngoài cái sự quản lý của nhà nước. Cho nên tôi cho rằng đây là một cái chính sách quan trọng và có thể nói là một cái chính sách rất mới và rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Dạ vâng, khu vực Tây Nguyên và tỉnh Lâm Đồng, nơi mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo là người đại diện, thì chắc chắn là có rất là nhiều các bà con thuộc cái nhóm đối tượng đó là người gốc Việt Nam, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng mà lại không xác định quốc tịch. Chắc chắn là có nhiều ý kiến về cái điều luật này, phải không ạ? Mời ông. Đây là một cái chủ đề mà chúng tôi hết sức quan tâm và đam mê. Từ khóa 14 thì trực tiếp chúng tôi là những người trong Ủy ban Pháp luật, cũng đồng hành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương, cùng các bộ ban ngành Trung ương đã đi khảo sát rất là nhiều ở các cái địa bàn, các cái tiểu khu rừng có liên quan, hình thành cái cộng đồng người sinh sống là gốc Việt Nam nhưng chưa xác định quốc tịch và đang sinh sống ở đất nước Việt Nam. Thì chúng tôi đi khảo sát khoảng 4 lần ở các cái địa bàn khác nhau và cùng đi đến những cái phương án, đề án để làm sao để bảo đảm những quyền lợi trong suốt hành trình là 20 năm, từ những đầu những năm 2000 cho đến nay. Và có những cái cộng đồng dân thì chúng tôi tiếp quản từ năm 1998-99, như thế cũng trải mất là hơn 20 năm. Nói thật chứ, lần vừa đi tiếp xúc cử tri thì bà con rất là mừng khi có cái sự kiện pháp lý này xảy ra. Tôi đến một xã là xã Liên Sơn, nơi đó cũng có hơn một nghìn khẩu, thì trong đó có khoảng trên 600, gần 620 nhân khẩu chịu sự tác động của giấy chứng nhận căn cước này. Họ mừng hẳn
họ mừng hẳn luôn. Và họ cho đó là giống như có một cái điều gì nó kỳ diệu xảy ra đối với họ. Từ hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất được sự quan tâm của đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ thì tới đây họ sẽ có cái giấy, là giấy chứng nhận căn cước. Và lần này thì chúng ta khẳng định một điều luôn là trên cơ sở của luật quốc tịch, luật cư trú thì lần chúng ta khẳng định là luật căn cước lần này là khẳng định luôn ở một cái chế định luôn, là bảo đảm là tuân theo đúng hiến pháp, pháp luật và bảo đảm cái quyền công dân, quyền con người luôn, là chúng ta đã đặt cái luật căn cước này trong cái điều kiện đó. Do đó, và chúng ta đưa vào cái phạm vi điều chỉnh luôn. Nhưng ở đây thì tôi thì cùng với anh em đại biểu quốc hội chỉ có băn khoăn thôi. Thì như thông lệ quốc tế, thì khi cấp giấy căn cước thì có ba điều kiện. Một là công dân Việt Nam, hai như thế này tôi đã trình bày là người trên 14 tuổi là quy định bắt buộc, và người dưới 14 tuổi là theo yêu cầu. Thì phải có một cái chế định tiếp theo, đó là khi người được cấp giấy chứng nhận căn cước hội đủ những cái điều kiện mà cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định tại điều 9 của dự thảo luật là 25 nhóm đó, cái trường thông tin đó, thì được chuyển sang cấp thẻ căn cước. Thế như một số nước thì người ta áp dụng cái trường hợp đó là khi anh không có tịch, được xác định, được chứng minh của các cơ quan nhà nước thẩm quyền hoặc từ họ khai báo mà đúng cái điều kiện theo cái dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư. Thì lần này chúng ta có chia sẻ là cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân là căn cước. Thì lần này chúng ta thống nhất với nhau là chia sẻ với nhau từ người công dân Việt Nam tới người là gốc Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Và cơ sở dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu căn cước thì chúng ta đều tích hợp liên thông trong cái kỹ thuật về không gian số này, thì chúng ta đã liên thông với nhau. Thì theo tôi nghĩ là khi điều kiện cần và đủ là tại điều 30 chúng ta phải quy định cũng như thế. Khi có điều kiện cần và đủ là người giấy được cấp giấy chứng nhận căn cước hội đủ điều kiện theo cái điều 9 của dự thảo luật thì được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp căn cước. Như thế là nó rất là liên thông với nhau và logic với nhau, từ lúc phát sinh tới lúc thay đổi và tới lúc chấm dứt là điều tương tự như nhau, đi vì pháp lý như nhau cả. Tuy nhiên là ở đây là chúng ta nâng cái tầm quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và các trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trên cái đất nước Việt Nam chúng ta. Thì ở đây là chúng tôi chỉ xin đề nghị kiến nghị thêm là cái điều kiện là ví dụ như là bố có chứng nhận căn cước, mẹ có chứng nhận căn cước thì con đương nhiên là được cấp căn cước. Đó là cái điều mà đại biểu các vị đại biểu quốc hội và tại cái kỳ họp lần này chúng tôi muốn chia sẻ, rất là mong muốn điều đó sẽ được triển khai và được đưa vào dự thảo luật lần này. Đại biểu Nguyễn Tạo thì có vừa đề cập đến điều 9 của dự thảo luật. Tại điều 9 thì dự thảo luật căn cước quy định đó là thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, tôn giáo, nơi ở tạm trú và thường trú, đồng thời bao gồm cả nhóm máu của người dân theo khoản 12 điều 9. Điều 15 của dự thảo về thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước quy định bao gồm đa phần thông tin trong điều 9 cùng với những thông tin đó là thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói. Và xung quanh đề xuất bổ sung phần nhóm máu, ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước công dân thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Và để thêm góc nhìn cho dự thảo luật căn cước thì Truyền hình Quốc Việt Nam cũng đã ghi nhận được một số ý kiến. Tại buổi thảo luận ở hội trường về dự luật căn cước sửa đổi, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ quy định bắt buộc phải thu nhận thông tin sinh trắc học về mống mắt, nhóm máu. Hiện nay thì theo số liệu công bố của Cục Cảnh sát Hành chính về Trật tự xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng đã có hơn 80 triệu cái thẻ căn cước công dân đã được cấp. Và theo dự đoán cá nhân thì phần lớn 80 triệu thẻ căn cước này cũng chưa bao gồm cái thông tin sinh trắc học về mống mắt. Và nếu phải cập nhật bổ sung thêm thì cũng thực sự không cần thiết. Hơn nữa thì tại cái trang 15 báo cáo số 1931 của Bộ Công an tại kỳ họp thứ 5 về việc đánh giá tác động chính sách thì có đề cập đến việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói chỉ áp dụng đối với một số người có tiền án tiền sự để phục vụ công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật. Luật chỉ nên giới hạn là thu thập thông tin trong trường hợp là tố tụng hình sự và người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Còn các cái trường hợp
khác như là tố tụng dân sự thì không thể đương nhiên là thu thập thông tin ADN của người dân mà không có sự cho phép, vì có thể là dẫn đến cái việc vi phạm bí mật đời tư. Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu lại vì ảnh hưởng rất lớn đến đời tư cá nhân và hậu quả tiêu cực khác. Nếu thông tin cá nhân này công khai, đồng thời nội dung này cũng không thống nhất với quy định tại điểm B khoảng 1 điều 37 luật cư trú năm 2020. Về phía những người chịu tác động trực tiếp của dự án luật lại ủng hộ việc bổ sung thêm trường dữ liệu thông tin về nhóm máu ADN, bởi điều này sẽ tạo thuận lợi trong quá trình khám chữa bệnh của người dân. Thì đấy là những cái thông tin hết sức cần thiết về một công dân, thì nó sẽ giúp cho một cái những vấn đề mà có liên quan đến khi mà một công dân có một cái vấn đề gì đấy thì nó sẽ sử dụng cái đấy, nó sẽ có định danh sẽ tốt hơn, để phục vụ tốt hơn cho công dân. Nhóm máu rồi thì tôn giáo các thứ khác ấy, nó kế hết vào đấy để khi mà sinh hoạt nó tiện lợi, ví dụ kể cả anh vào viện hoặc là anh đang cấp cứu thì người ta biết ngay chứ không phải làm các xét nghiệm khác nữa, để người ta rất cần thiết trong cái lúc mà khẩn cấp. Bên cạnh những người dân ủng hộ đề xuất thu thập thêm 19 thông tin khác vào thẻ căn cước thì vẫn còn một số người dân có quan điểm ngược lại. Có thể mình cảm nhận được là cái tôn giáo mỗi người người ta có một đức tin khác nhau, nên là người ta có thể người ta không muốn chia sẻ và người ta không muốn người khác biết về cái điều đấy. Có thể mình nên tôn trọng cái điều đấy. Thưa Thiếu tướng Phạm Công Nguyên ạ, cái việc mà thu thập thông tin vào cơ sở dữ liệu về căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình chuyển đổi số quốc gia? Như tôi đã nói ở phần trước, khi mà chúng ta có đủ dữ liệu thì tất cả những dịch vụ sau này được cung cấp cho người dân đều có thể là tham gia, đều có thể là truy cập vào trong những cái cơ sở dữ liệu mà mình đang có, sử dụng cái dữ liệu đó để phục vụ cho các giao dịch, phục vụ cho các dịch vụ mà được thực hiện ở trên môi trường điện tử. Cho nên là dữ liệu mà càng nhiều thì lại đem lại càng nhiều cái tiện lợi. Tôi lấy ví dụ đơn giản như trước đây ấy, chúng ta gửi tiền ngân hàng thì chúng ta phải có sổ, rồi chúng ta phải mang theo rất nhiều cái loại giấy tờ để làm được cái sổ đó. Mỗi một lần mà giao dịch thì chúng ta lại phải mang nó đi. Thế bây giờ thì khi mà đã có Smart Banking, tất cả tiền ở trên cái Internet, ở trên cái smartphone, và chúng ta chỉ cần có những câu lệnh rất đơn giản và rất an toàn. Thì đấy là một cái tiện lợi vô cùng lớn khi mà chúng ta số hóa các giao dịch. Sau này các dịch vụ phục vụ người dân cũng như vậy. Bây giờ người dân ví dụ là có phải ra đường ấy thì chúng ta điều khiển phương tiện giao thông phải mang theo giấy phép lái xe, mang theo giấy đăng kiểm, mang theo giấy đăng ký, rồi là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Nhưng sau này tất cả những cái dữ liệu đó được số hóa vào trong một cái cơ sở dữ liệu, trong một cái định danh cá nhân. Và khi kiểm tra có thiết bị đầu cuối tương thích thì người dân không cần phải mang thêm cái giấy tờ gì nữa. Đấy. Thế cho nên là gì, tôi muốn nói là trong cái cơ sở dữ liệu mà nó càng phong phú thì cái phạm vi tiện ích và phục vụ cho người dân nó càng rộng và càng đem lại nhiều cái lợi ích cho người dân. Cho nên là ý nghĩa của cái việc mà thu thập dữ liệu vào trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rồi cơ sở dữ liệu căn cước, là để chúng ta chuyển đổi số và phục vụ chính cái lợi ích, cái tiện ích mà người dân được hưởng. Có một số ý kiến thì cũng lo ngại rằng là cái việc thu thập những cái nhóm thông tin nêu trên thì có thể sẽ không khả thi và gây phiền hà cho người dân. Ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo như thế nào về điều này ạ? Những vấn đề ở đây đặt ra là chúng ta phải có lộ trình và thời gian. Và cái điều kiện thực tiễn của đất nước của chúng ta ở từng vùng miền, rồi những cái đặc điểm về thu nhập và đặc điểm về xã hội của từng vùng miền. Thì ở đây chúng ta phải xác định để chúng ta chuyển đổi. Và cái chuyển đổi phải có lộ trình và thời gian, chứ không phải nói là và mặt khác về phía quản lý thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái đội ngũ nhân lực để quản lý điều hành cái xã hội số và kinh tế số, rồi chúng ta nâng cấp những cái điều kiện về phương tiện kỹ thuật làm sao để đáp ứng được yêu cầu. Và theo tôi nghĩ là không phải là ngày một ngày hai, mà nó phải có một lộ trình và một thời gian nhất định, mà bằng những cái biện pháp mà chúng ta đã và đang xử lý theo như tinh thần của điều 9 và cái thu thập thông tin này và quản lý cái trường thông tin này,
cục cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì chúng tôi rất rất mừng là vấn đề đặt ra là cái việc thu thập thông tin là rất là tốt và sẽ phục vụ nhân dân trong những đáp ứng những cái yêu cầu trong những cái dịch vụ mang lại cho nhân dân thì rất là tốt. Tuy nhiên ở đây chúng tôi vẫn suy nghĩ một điều là làm sao là cái, tại vì liên quan tới cái thông tin cá nhân, bí mật của cá nhân mà khi mà lọt lộ thì rất là nguy hiểm. Cái này nó vi phạm tới đời tư riêng của một công dân. Do đó cái việc quản lý làm sao phải chặt chẽ và bảo đảm cái tính bảo mật tuyệt đối nhất, gần như là không thể bị xâm phạm. Như thế thì vừa một mặt là vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, như thế thì nó bảo đảm đúng tinh thần pháp luật đã quy định. Thì ở đây nó hai mặt của một vấn đề, đó là một mặt thì các trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nâng cấp cái đội ngũ quản lý nguồn nhân lực của mình, phương tiện thiết bị và những cái thủ tục hành chính gọn nhẹ nhất để làm sao để thu hút nhân dân tham gia vào một cái lộ trình theo một tiến độ thời gian và lộ trình nhất định. Thì như thế thì theo tôi nghĩ là từng bước nó sẽ nâng cấp dần lên và tới một ngày nào đó thì chúng ta đạt được mơ ước là chúng ta có một xã hội số thật sự, và những cái tiện ích đó từ cái thẻ căn cước mang lại sẽ được tích hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia, dân cư quốc gia đến cơ sở dữ liệu của căn cước là nó đồng bộ. Thì như thế tôi cho rằng là cần là nhu cầu bổ sung thay đổi thì nhân dân chỉ cần áp vào và chỉnh sửa thì tự khắc là chúng ta sẽ có một cái bước nó liên thông với nhau và mang lại cái hiệu quả phục vụ nhân dân tốt nhất, và chúng ta nâng cái tầm quản lý của chúng ta như mong muốn là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên có thể cho biết là cái cách mà chúng ta thu thập các cái nhóm thông tin vào cơ sở dữ liệu căn cước rồi cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư như thế nào để có thể là không gây phiền hà cho người dân? Và nhất là một điều nữa, đó là khi mà luật căn cước này có lực thì người dân có phải đổi thẻ hay không? Trong dự thảo luật thì chúng tôi quy định có hai cái nhóm thông tin. Một là nhóm thông tin là bao gồm các trường thông tin bắt buộc. Đấy, người dân phải cung cấp để tạo lên một cái định danh cho mình. Đấy. Những cái thông tin đó là những thông tin căn bản. Ngoài những thông tin đó ra ấy, thì là có những thông tin khác người dân có thể cung cấp, hoặc có thể là cơ quan quản lý căn cước sẽ kết nối chia sẻ thông qua những cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở chuyên ngành đấy, để phục vụ cho lợi ích của người dân. Đấy. Cho nên là gì, là cái việc mà thu thập cái thông tin, một là nó đảm bảo đúng trên cơ sở quy định của pháp luật. Cái thứ hai là giống như đại biểu Nguyễn Tạo vừa mới chia sẻ, cái này cũng là cái tâm tư chung của nhiều đại biểu là về cái tính bảo mật. Thì ở đây thì chúng ta thấy là trong các trường thông tin được quy định ở trong dự thảo luật là những trường thông tin khá phổ biến. Hàng ngày chúng ta vẫn cung cấp, đấy, vẫn cung cấp cho nhiều cái dịch vụ xã hội, đấy, nhiều cái thủ tục để giải quyết hành chính. Tuy nhiên khi mà chúng ta đưa nó vào trong một cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước thì đây là một cái kho dữ liệu là tài sản quốc gia được bảo mật ở cái cấp độ cao nhất. Đấy. Và cái này là cơ quan quản lý căn cước, cơ quan về an ninh mạng, rồi là trách nhiệm của chúng tôi là sẽ phải bảo mật ở mức độ cao nhất. Bởi vì cái này đấy nó liên quan tới cái phát triển kinh tế xã hội, liên quan tới quyền và lợi ích của người dân. Cái thứ hai nữa là như cái ý thứ hai của câu hỏi đó là khi mà luật căn cước có hiệu lực thì có phải đi đổi thẻ hay không ạ? Khi trong cái dự thảo luật chúng tôi quy định rất là rõ ràng là khi luật căn cước có hiệu lực, tất cả những cái căn cước công dân đã cấp và chứng minh nhân dân 9 số là người dân vẫn sử dụng bình thường theo cái thời hạn được ghi ở trên thẻ mà không phải đi đổi lại. Tuy nhiên nếu người dân có nhu cầu muốn đổi căn cước thì cơ quan quản lý căn cước sẽ cấp đổi căn cước cho người dân, hoặc là đến khi mà hết thời hạn được ghi ở trên thẻ thì người dân sẽ đi đổi thẻ bình thường, và lúc bây giờ là cơ quan quản lý căn cước sẽ cấp cái căn cước cho người dân. Cái này ấy là tôi cũng phải khẳng định là nó không tạo ra bất kỳ một sự xáo trộn nào, và nó không tác động, nó không làm phát sinh chi phí của nhà nước cũng như là của người dân. Đấy. Tất cả những cái căn cước gắn chip mà đã cấp cho người dân sử dụng bình thường. Tất cả những giấy tờ mà có liên quan tới chứng minh nhân dân, đấy, rồi là căn cước công dân đã cấp trước đây, thì
thì đều có giá trị, mà cơ quan quản lý nhà nước không được buộc người dân là phải là cung cấp cái căn cước mới. Như vậy nghĩa là cử tri có thể hoàn toàn yên tâm là sau khi luật căn cước này được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành thì tất cả các cái giấy tờ, cái căn cước, thẻ căn cước cũ thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến đúng thời hạn mà được in trên thẻ, phải không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng. Vậy thì xin được hỏi một câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay, đó là các vị khách mời thì có những kỳ vọng gì sau khi luật căn cước được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành? Ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo ạ. Ở địa bàn chúng tôi ứng cử và chúng tôi cũng đi khảo sát rất nhiều địa phương trong cả nước, thì vừa nói rằng là cái mà chúng tôi mừng mong muốn là lần này thì hy vọng là cái lần thông qua luật căn cước sẽ tác động tới nhiều cái đối tượng được thụ hưởng. Chúng ta đã khẳng định cái thủ tục hành chính, cái tính bảo mật và thủ tục hành chính nhanh gọn và cái yêu cầu khi được đổi và cấp thẻ và không phát sinh chi phí, thì đây là tôi nghĩ là một cái mà một cái văn minh trong cái thủ tục hành chính. Và khi luật có hiệu lực, luật có hiệu lực bằng những cái điều khoản chuyển tiếp cụ thể và được ghi trong luật như thế này, thì tôi cho rằng là sẽ rất là tạo điều kiện cho nhân dân thôi, và tạo cái sự phấn khởi chung để người ta khẳng định lại cái địa vị pháp lý của công dân. Thì tôi cũng tha thiết đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là tạo điều kiện nguồn nhân lực, tạo điều kiện về các cái kinh phí thiết bị hiện đại làm sao để đáp ứng cái yêu cầu ngày càng tốt hơn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, là cái mong muốn của cử tri. Thế còn ý kiến của Thiếu tướng Phạm Công Nguyên ạ? Mà tôi hoàn toàn đồng tình với cả ý kiến của đại biểu Nguyễn Tạo. Với tư cách là những người mà khảo sát, đánh giá tác động và thực hiện những cái chỉ đạo về chuyển đổi số quốc gia, thì chúng tôi rất kỳ vọng là sau khi mà luật được Quốc hội thông qua sẽ là tạo ra một cái cơ sở pháp lý vững chắc để chúng ta xây dựng một xã hội số. Một xã hội số có nghĩa là một xã hội mà mọi cái hoạt động quản lý điều hành, mọi cái quan hệ tương tác trong xã hội cơ bản được thực hiện trên môi trường số. Và muốn thực hiện trên môi trường số, nhất quát chúng ta phải có đầy đủ các dữ liệu điện tử để thực hiện. Đây là một cái xu thế phát triển tất yếu của các quốc gia bây giờ. Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tự hào, chúng ta là một trong rất ít quốc gia có một cái công nghệ và dữ liệu về căn cước hiện đại. Khi mà chúng tôi trao đổi với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, thì họ có tìm hiểu về cái xây dựng, cái quy trình và cái hướng xây dựng và chuyển đổi chính phủ số. Khi chúng tôi nói thì họ cho rằng là chúng ta đã rất kỹ lưỡng trong việc tham khảo kinh nghiệm của các nước phát triển. Và chúng ta đang đi rất đúng hướng. Và phải nói là chúng ta đi nhanh. Đấy, đi hiện đại. Và một cái điều nữa là khi mà luật này có hiệu lực thì giống như là đại biểu Nguyễn Tạo nói, tất cả những người công dân Việt Nam, những người gốc Việt Nam đang sinh sống ổn định ở Việt Nam mà chưa xác định được quốc tịch, họ đều cảm thấy rất hạnh phúc khi mình có một cái địa vị pháp lý, một cái môi trường để có thể thực hiện được các quyền và thậm chí cả những nghĩa vụ của mình nữa. Và chúng ta có một cái tiền đề để quản lý xã hội nó chặt chẽ, văn minh, an toàn hơn. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng và hoàn thiện dự án luật căn cước đã thể hiện quyết tâm rất là lớn của Bộ Công an và của Chính phủ trong định hướng đó là điều hành nền chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam. Các vấn đề được các đại biểu Quốc hội xem xét đánh giá phân tích tại phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật căn cước vừa rồi cũng như là những ý kiến tại buổi tọa đàm ngày hôm nay thì sẽ được ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu và nghiên cứu chỉnh lý hoàn thiện dự án luật trước khi mà trình cho các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua tại kỳ họp thứ 6 này. Và không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước mà chính những người dân cũng đặt rất nhiều kỳ vọng về những điểm mới, những quy định mới của luật căn cước sẽ tạo nên sự tiện lợi nhanh chóng khi các dự án ứng dụng về khoa học công nghệ vào công tác quản lý cư dân sẽ được triển khai. Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo và Thiếu tướng Phạm Công Nguyên đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.